Chào mừng các bạn đến với khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án. Thực hiện các dự án mang tính chất xã hội, có các hoạt động chủ yếu dựa trên những dự án và sử dụng nguồn kinh phí nhà nước cấp như dự án truyền hình, dự án tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sinh sản, xây dựng cầu đường. Đối với các đơn vị về hành chính sự nghiệp dự án, tính phức tạp của kế toán cao hơn nhiều so với các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và đơn thuần khác. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về công việc của một kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp dự án. Nắm rõ được các quy trình, phân tách được các chi phí và lập định mức ngân sách nhà nước, biết phân bổ định mức chi tiêu, dự toán được nguồn kinh phí và quản lý nguồn thu sự nghiệp. Thành thạo lập báo cáo tài chính đối với đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp dự án. Hãy cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết về nội dung của khóa học. Trong nội dung của khóa học hành chính sự nghiệp dự án, các bạn sẽ được hiểu về quy trình hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo dự án đề tài, hướng dẫn thực hiện công tác kế toán tại đơn vị, lập dự toán gửi lên cơ quan tài chính, rút dự toán về để chi tiêu và hồ sơ thanh toán, các quy trình hướng dẫn về thanh toán chi thường xuyên, thanh toán mua sắm sửa chữa, đề tài về nghiên cứu khoa học, các chương trình dự án hợp tác quốc tế, thanh toán về các khoản tạm ứng, kinh phí của các đơn vị trực thuộc, thủ tục về đăng ký, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quy trình thanh quyết toán xây dựng cơ bản. Các nội dung liên quan đến quyết toán với kho bạc nhà nước và hướng dẫn các nội dung liên quan đến kê khai, báo cáo, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nếu có, hướng dẫn thực hiện việc lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện việc lập báo cáo tài chính, hướng dẫn cách đọc các chỉ tiêu trên báo cáo và công khai dự toán tài chính năm, các sổ sách theo kế toán mà đơn vị đang áp dụng và các sổ sách của kế toán khác là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng, khóa học thực hành kế toán hành chính sự nghiệp dự án. Và trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học lớp online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình của Kế toán Việt Hưng trên trang web ketoanviethung.com. Hoặc các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ của đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của Trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.